Thưa quý vị, hiện nay, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô 2023-2024 và dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao đến hết mùa khô khoảng tháng 4 đến tháng 5 2024. Cục Thủy lợi cho biết, đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 29.260 ha lúa có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Đây là diện tích vụ đông xuân muộn, người dân gieo cấy ngoài kế hoạch. Diện tích này thuộc vùng khuyến cáo không xuống giống sau ngày 15 tháng 1, trong đó Tiền Giang 1.400 hecta, Bến Tre 2.500 hecta, Trà Vinh 13.000 hecta, Sóc Trăng 6.000 hecta và Cà Mau 6.360 hecta. Cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn để làm cơ sở tổ chức các giải pháp ứng phó phù hợp, đồng thời tiếp tục khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuống giống lúa ở các vùng tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn, chỉ tổ chức xuống giống khi có xuất hiện mưa nguồn nước bảo đảm cung cấp ổn định